Chào người nhé, đây hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ đồ chuyên nghiệp. Thì cái bộ này sẽ không cần sử dụng đến giày trèo cây. Thì cái mẫu này thì để chuyên cho đu dây để lên ấy, ví dụ là chăm sóc cây xanh, người ta không đòi hỏi là không có vết xước ở cây đấy. Thì mình sẽ chỉ đu dây không thôi, chân mình đi giày hoặc chân đất tùy. Thì cái bộ này là bộ chuyên nghiệp rồi. Thì đây nó gồm có một cái zig zag này, cái này sử dụng cho dây đôi này. Thì cái này có chống xoắn dây nhé, một cái chuyển đổi cho của zig zag chuyển từ dây đôi thành dây đơn. Thì muốn đu dây đơn ấy, thường thì chăm sóc cây người ta hay đu dây đơn vì lý do phải bắn dây lên đấy, vì mình không trèo lên trực tiếp mà bắn dây lên, mình thắt cái đuôi dây ở dưới rồi bắt đầu mình đu dây đơn lên. Thì cần bộ hai cái này hỗ trợ nhau nhé, một tay trợ lực. Tay trợ lực này cần cũng được, không cần cũng được, vì lý do là cái hỗ trợ của zig zag này nó không giống như tay trợ lực này. Các bạn hình dung này, các bạn nhìn này, các bạn nhìn thấy không, giống nhau chưa? Thì cái này chính là tay trợ lực của ấy. Nếu mà các bạn cần tay trợ lực cũng được, hoặc không cần thì sử dụng trực tiếp cái này cũng được, sao mà có thêm thì nó vẫn thoải mái hơn. Một chân trợ lực, cái phần này là chân bên trái nhé. Thì cái này nó sẽ làm so le với cái phần chân trợ lực bên phải này. Thì hai cái này hỗ trợ nhau, mình đạp ấy, chân lên chân xuống, chân lên chân xuống, thì hai cái này không được ở song song, nó phải so le, một cái cao một cái thấp, thì bắt buộc phải có một dây này. Thì cái móc này có thể thay đổi cao thấp theo chân từng người. Đây có may cái này chế lại thôi, chứ nhập bên nước ngoài thì không có đâu, chế lại hoặc là nhập nguyên bản thì nó khá cao tiền. Cái này chế lại thì đảm bảo nhé, cái này nó là phụ trợ thôi. Đây cái này có dạng để nó kéo lên. Cái này thì cố định ở dưới bàn chân cho phần giày rồi. Đó, cần ít nhất thế này. Cái tay trợ lực này có cũng được, không có cũng được. Nếu có thì vẫn ok hơn, vì nó sử dụng cho nhiều trường hợp nữa. Nếu mà các bạn có dây thì có thể dùng tay trợ lực này để thu dây, kéo dây sang cánh khác á. Thì cái này cũng giống một cái khóa hãm, nhưng mà nó chỉ đi được một chiều thôi. Các bạn hình dung đấy. Đó, cái này cũng giống một khóa hãm, nó đi được một chiều. Còn những cái bộ phận này thì nó khá ok rồi, hai cái này nó sẽ hỗ trợ nhau, hai bài này hỗ trợ nhau. Đó, đây là mình sẽ giới thiệu cái này là hướng đến người chuyên nghiệp, những người chăm sóc cây xanh ấy, cây giá trị cao á, thì sử dụng cái này đảm bảo cây không có bất kỳ một vết gì ở trên cây cả, thì mình đu toàn bộ người trên dây hết. Đó, cảm ơn mọi người xem video nhé. Bộ này cũng khá cao tiền. Bộ này cũng khá cao tiền, mình chưa nói ra giá. Bộ này á, nếu đọc những cái sản phẩm này nó đã trên 15 triệu rồi, còn chưa nói là những dây dợ các thứ linh tinh á, đai đĩa các thứ nữa, thì nó cũng khá cao tiền á, vì lý do đắt ở cục này này. Quá này là quá cũng quá hãng quá phát nhé, cũng hãng này. Đó, nên là có thể các bạn nếu mà muốn đu thì có thể sử dụng sản phẩm khác, cũng đu dây đơn giá thành nó rẻ hơn, cũng như kiểu là sản phẩm này này, mình có video hướng dẫn rồi đó. Thì sản phẩm này có 1,2 triệu thôi, cũng tác dụng như hai cái này, có nghĩa là cần hai cái này để đu dây đơn, nhưng mà tất nhiên hai sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ nhau, cái này có thể chuyển sang dây đôi được, còn cái này ấy, chỉ cần một cái này cũng đu dây đơn hoặc dây đôi cũng được. Đó, nhưng mà chất lượng thì tất nhiên là hai sản phẩm này sẽ ok hơn, còn sản phẩm này cũng là đã là tốt rồi, nhưng mà so giá thành nó rẻ hơn cái này khá nhiều đó. Đây là tùy lựa chọn, tùy các bạn tham khảo giá thành như nào. Đây, sản phẩm này thì các bạn yên tâm hơn. Đây, tay trợ lực đây. Đây là khóa hợp kim nhôm nhé, nhưng mà loại không khóa tự động, thì nhiều khách người ta thích cái loại này, thích thì vặn vào, vặn chặt, không bao giờ móc được, không thích thì tháo ra, đó, móc. An toàn thì bạn vào đó. Nó hơn cái dòng này vì ở Việt Nam thì người ta thích dùng dòng này, đều là khóa hợp kim nhôm ấy. Dòng này thì cứ phải đẩy lên vặn xoáy. Thì những cái trường hợp mình tháo nhanh thì thực sự là nó khá vướng víu và khó khăn đó. Nè, không đẩy lên thì không vặn được ra, đẩy lên vặn. Đó. Đây, cái này thì chỉ cần bóp này, tháo ra, bóp, tháo hết rồi này. Thích an toàn thì xoáy vào thôi. Đó. Siết chặt vào, cái này có chế độ siết chặt này, siết chặt zoom lên mấy cũng không ra được nhé. Đó, thì cái loại này nó sẽ
thuận tiện hơn, ở Việt Nam người ta ưa chuộng hơn loại này, bên nước ngoài thì thích loại này, thả cái là khóa chặt, độ an toàn các bạn hình dung, ví dụ cái này các bạn quên ấy, không may thì nó sẽ bị mở ra, thế nên là các bạn chú ý là các bạn chặt vào đó các bạn muốn, còn cái này thả ra là ấy thôi, nhưng mà nhiều trường hợp mà các bạn cần tháo ra nhanh nhá thì cái này nó khó khăn đó. Tùy mọi người sử dụng. Đây thì video này mình sẽ giới thiệu thôi, còn ai cần biết chi tiết thì cứ nhắn tin trực tiếp số điện thoại hoặc là Zalo cùng với số điện thoại đấy để ở bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người xem video.